Bụi to, lưng dài, chân ngắn thì mặc cái gì để hách dáng bây giờ? Nếu không biết thì bơi vào đây để mình chỉ cho mọi người xem cái quần thần thánh này. Phần to nhất của đùi mình là 64cm, nhưng mà mặc em quần này vào vẫn cực kỳ thoải mái và không hề bị bó đâu. Kể cả khi mặc quần sáng màu thì nhìn chân cũng không hề bị to vào đâu. Tuy nhiên bạn nào mà muốn hách dáng thì nên chọn màu đen nha, vì mặc màu đen vào nhìn người mình gọn hẳn luôn. Được làm bằng chất vải tuyết mưa nên là mình thấy em quần này khá là dày dặn, không dễ bị nhăn đâu, nên là mọi người có thể mặc đi học, đi làm hay là đi chơi đều được nha. Chân dài chưa đến 80cm, mua quần dài 1m. Với chất liệu là vải gió nhăn mát lạnh, quần có cặp chun siêu cao luôn, tận 38cm nha mấy bà. Quần này mà đi ăn đi chơi thì khỏi lo là lộ bụng. Ai lưng dài chân ngắn có thể tham khảo mẫu này nhé. Chiều rộng của ống quần là 30cm. Đùi to đến mấy quần này cũng cần được hết. Mặc những kiểu ống rộng như thế này thì auto là thoải mái rồi. Mix với áo form fit hoặc crop top nhìn rất là hách dáng luôn. Có thể mọi người không biết, các tỷ tỷ bên Trung Quốc rất là chuộng cái mã quần như thế này, vừa phối đồ dễ, đi làm đi chơi đều rất là hợp lý. Một mình em này mặc cân mọi outfit cũng đáng để xuống tiền đấy nha. Sau bao nhiêu lô tìm kiếm thì cuối cùng mình đã tìm được chiếc quần chân ái rồi mọi người ạ. Dễ nhiều lúc bất mãn không nói luôn thầy tình đó. Đó giờ mình cũng không dám thử quần ống loe đâu vì sợ lộ đùi to ấy. Nhưng mà nhầm nha, tôi thấy quần này loe vừa đủ, khiến cho phần bắp và phần đùi trông cân bằng. Độ dài quần này mắt cá chân, trông chân sẽ dài và đỡ to hơn rất là nhiều. Nói chung là nó khá vừa phải, không bị ố rề ấy mọi người. Lưng cao cũng rất là tôn eo và hách mỡ bụng dưới nhá. Mấy bà có thể tham khảo cách phối của tôi, nhưng mà thực ra là phối với cái gì cũng được hết ý. Có hai màu nâu đen với cả loại một cúc hai cúc cho mấy bà chọn nữa. Mình mua ở chỗ này đến cái thứ hai rồi nên mọi người cứ yên tâm nha. Bạn nào đùi to chân ngắn đừng bỏ qua video này nha. Bởi vì hôm nay mình có một em chân váy dài cực xinh và rẻ. Mặc em này lên một cái là đùi 56 và sẹo của mình đi đâu hết luôn, nhìn còn cao hơn hẳn nữa. Em này có màu đẹp, độ dài vừa phải, cạp chun rất dễ mặc. Lưu ý em váy này chống chỉ định với những bạn cao trên 1m6 vì tầm đó độ dài váy ngang bắp chân nhìn hơi kỳ. Bù lại thì đây là độ dài quá thích hợp cho những bạn đùi to chân ngắn. Điểm trừ nhỏ là vải hơi dễ ngang một xíu, nhưng chỉ có hơn 100 cành cho một em váy chất lượng như thế này thì quá là hời rồi. Mới phát hiện ra em chân váy dành riêng cho team đùi to, chân ngắn. Vì chân ngắn đùi to, mặc quần jean nào cho xinh. Đùi to, bắp chân to, thân trên thì thon gọn, thân dưới thì đây là dáng người quả lê. Sau đây là quy tắc phối đồ giúp bạn trông thon gọn và tự tin hơn. Các cô nàng dáng quả lê cần chọn trang phục thu hút sự chú ý vào phần thân trên, làm lu mờ phần hông và đùi to của thân dưới. Vậy nên, tip số 1, lựa chọn áo sáng màu và có họa tiết. Loại trang phục này sẽ làm điểm nhấn thu hút ánh nhìn vào phần thân trên và giảm sự chú ý vào phần thân dưới. Một số gợi ý như áo cổ chữ V, áo có nơ và các loại áo kiểu. Tip số 2, làm thon vùng hông bằng trang phục tối màu. Trong nguyên lý thời trang, màu tối mang lại cảm giác thon gọn. Vì vậy, lựa chọn những chiếc váy dài, quần jeans gam màu trầm tối như đen, xanh đậm, nâu, xanh dê sẽ là lựa chọn phù hợp. Tip số 3, hách dáng bằng quần rộng, quần ống loe. Với dáng người này, bạn nên tránh kiểu quần ôm sát, thay vào đó quần ống rộng, ống loe sẽ giúp bạn che khuyết điểm thân dưới cực kỳ tốt. Các tips tiếp theo mình sẽ chia sẻ ở video tiếp theo nha mọi người.